Xin chào các bạn, đây là cái quạt trần Vinawin loại 5 cánh này. Thì sau một thời gian sử dụng ấy, thì quạt trần Vinawin 5 cánh này nó bị chạy chậm nhé. Mặc dù tôi đang để công suất ở mức cao nhất này. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý bằng cách là thay tụ nhé. Thường đối với những cái quạt trần Vinawin 5 cánh này, nó sau một thời gian sử dụng thì cái tụ của nó hay bị xuống, tụt. Thì để xử lý thì đầu tiên các bạn tắt quạt đi nhé. Tắt cái nguồn cấp điện cho quạt này. Đấy. Và sau đó các bạn sẽ cần phải tháo các cái ốp phía dưới của quạt này. Đây. Đây cái phần ốp phía dưới nhé. Thì các bạn để ý đây này. Cái phần này nó có chữ lock này và open này. Thì cái open này các bạn sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ nhá. Và vặn sao cho cái phần này này. Cái phần nấc này. Nó sang cái nấc này. Đấy, cái mũi tên này nó trùng với cái mũi tên này là các bạn tháo được nhá. Đây các bạn xoay này. Xoay này, xoay ngược chiều kim đồng hồ này. Đấy. Các bạn sẽ tháo được cái ốp này ra. Thì sau khi tháo cái ốp này ra thì ở đây nó sẽ có 3 con vít này. Đấy. Các bạn sẽ vặn 3 con vít này ra. Tháo ra thì bên trong nó sẽ là cái bo mạch. À. Bây giờ tôi sẽ tắt máy quay đi và tháo ra cho các bạn xem nhé. Đây sau khi tháo cái ốp ra nhé. Thì các bạn sẽ thấy đây nè. Nó có một cái tụ này. Tụ này tụ 2.5mm này. Đấy. Thì cái đợt trước tôi cũng đã thay con tụ này một lần rồi. Thì cái nhược điểm của cái dòng quạt Vinawin này là sau khi dùng một thời gian là rất hay bị tụ kém đi nhá. Đấy. Đây thì ngày trước là tôi thay này. Đấy. Tháo ra và cuốn băng dính, cắt và cuốn băng dính nhá. Nếu mà các bạn có máy hàn thì các bạn có thể hàn. Mà đây tôi hướng dẫn nhanh cho các bạn. Thì là cắt cái đoạn dây này ra. Và thay con tụ và quấn băng dính vào. Thế là được. Đấy là cách nhanh nhất. Thì để muốn tháo được cái tụ này ra để thay ấy, thì ở đây nó có một cái con ốc vít này các bạn này. Đấy. Bởi vì ở đây là một cái vít ngược nhé. Đây chỗ này là một cái vít ngược. Thì các bạn cần phải tháo cái con vít ở đây ra. Thì mới rút được cái nhựa này xuống, cái cọc cái khung nhựa này xuống. Thì các bạn mới tháo được con tụ này ra nhé. Đây, để tôi sẽ vặn cái con vít này ra và nhấc cái này xuống. Đây sau khi tháo cái con ốc chốt giữ ở đây nhé. Thì các bạn sẽ nhấc được cái tấm nhựa này xuống này. Đấy. Thì ở phía trên này sẽ các bạn sẽ con vít này, các bạn sẽ tháo được cái con tụ này ra nhé. Đây. Thì tôi sẽ lại tạm dừng máy quay để tháo con tụ ra cho các bạn nhé. Đây, tháo ra. Thì bây giờ các bạn chỉ cần cái đối với cái nhà bạn mà chưa thay bao giờ thì các bạn cắt cái dây ra nhé. Cắt dây ở hai đầu này. Và các bạn đấu vào. Đấu vào và quấn băng dính lại nhé là được. Đây bây giờ tôi sẽ tháo con này ra và đấu cái con tụ mới này vào. Đây là cái tụ mình vừa tháo xuống này. Bây giờ mình sẽ đo lại nhé. Đây con 1.7 này. Tụ này tụ 2.5 nhé. Thì sau một thời gian sử dụng thì còn có 1.7 thôi. Bây giờ mình sẽ đo sang cái tụ mới này. Tụ này 2.6 nhé. Đấy. Cái này 2.5 cộng trừ 5%. Đấy. Thì nó gọi cái này nó rơi 2.6. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái tụ mới này vào. Và thế thì
Đây sau khi tôi đã thay lại thay cái tụ mới sang này, quấn băng dính vào rồi, và tôi đã lắp lại cái giá nhựa này ở phía trên này rồi. Thì bây giờ sẽ tiến hành ốp lại cái mặt nạ kia thôi. Đến lúc lắp lại cái phần mặt nạ che này nhé, các bạn lưu ý này, ở đây nó có bốn cái có ba cái G nhé, G này nó tương ứng với các cái G ở đây này. Đấy, thì các bạn để cái G này vừa đúng với cái phần này. Đấy. Đấy. Xong các bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ. Rồi, như vậy là đã xong. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bật quạt nhé. À, đối với cái tụ quạt trần này thì các bạn có thể đặt trực tiếp trên Shopee hoặc Lazada hoặc bất kỳ một cái sàn thương mại điện tử nào cũng có. Bạn cứ đặt đúng theo cái thông số trên cái tụ là được. Ví dụ như tụ 2.5 thì các bạn đặt đúng 2.5mm là được. Đấy. Như vậy sau khi thay tụ thì quạt nó sẽ chạy đúng với cái tốc độ của nhà sản xuất đưa ra. Bởi vì cái tụ cũ của nó chỉ còn được 1.7 sau một thời gian sử dụng thôi. Mình thay cái tụ mới 2.5 vào thì quạt nó sẽ chạy mạnh hơn rất là nhiều. Đấy, như vậy mình đã vượt hướng dẫn cho các bạn cái cách thay tụ cho cái quạt trần Vinawin loại 5 cánh này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.